Rồi, chào tất cả anh em nha. Đây là bốn con cúm núm mới mua về. Cúm núm đã được 2 ngày tuổi. Nhiều anh em hỏi cho cúm núm con ăn sao á, cho ăn gì tốt. Nó thì dế với cào cào hoặc là sâu, sâu cho ăn ít thôi nha, ăn nhiều nóng lắm. Em có dế nên cho nó ăn dế. Hoặc là anh em nào không có điều kiện á, bắt con giun đất á, nhầm chỗ kêu giun đất, nhầm chỗ kêu con trùng á, cắt nhỏ ra cho nó ăn. Này chim nó còn nhỏ nên anh em nào cho ăn được mồi tươi càng nhiều càng tốt nha. Hạn chế cho ăn cám, nhiều anh em cho ăn cám luôn cũng được nhưng mà ăn cám luôn nó không có tốt bằng mồi tươi. Đây, dế em cắt nhỏ ra nha, điện thoại lấy nét được. Nói chung là dế cắt càng cắt bỏ hết trơn, cắt đầu bỏ luôn, lấy khúc bụng với khúc mình đó đó cắt ra thành miếng nhỏ nhỏ cho nó ăn. Giờ em cho nó ăn nha. Bốn con này giờ mới lấy về có mấy tiếng hồ nè, đưa vô rồi nó tự mổ à. Ham ăn này cũng đúng, còn nhỏ nên anh em ốm bóng đèn nha. Ốm bóng đèn, không ốm bóng đèn là chết á, lạnh chết á. Ốm bóng đèn hầu như 24 trên 24. Lấy cây nhíp dài dài gấp nó, hoặc là anh em lấy cái cây á, hoặc là anh em cầm tay cũng được. Cầm tay thì chim nó hơi khó ăn, phải dĩa tay mình không à. Tại tay đưa vô bự quá nó không thấy miếng mồi, nhịn tay tưởng nó miếng mồi, cầm nhíp nhấp cho nó dễ. Anh em có thể cám anh em lấy cái cây vít đưa cho nó đút trên YouTube đồ cũng nhiều anh em chỉ. Bây giờ mấy con cũng núm mới mua nở 2 ngày tuổi được hai gần 30 cây, 30 cây đi đi về lấy nó, chạy xe không dám chạy nhanh. Có chim mà anh em chạy nhanh nó bị sốc chim lắm, cái đường lại đường nó không được ấy, nó không được như đường quốc lộ, đường trong đồng chạy lục cục hòn lòn thòn. Cho nó ăn một ngày, cho nó ăn càng nhiều càng tốt, một khoảng 1 tiếng là cho ăn 1 lần. Tại chim non nó háo ăn, đói lắm, mau đói. Mổ tay ăn luôn rồi. Nè, tại trời mưa ở đây, trời mưa nếu mà nắng thì cũng bỏ bóng đèn, nhưng mà khoảng ấm cho nó khoảng 1 tuần tuổi đi. Anh em đưa ra lồng cho nó để nước cho nó tắm, tắm rồi lấy nước ra nha, đừng 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 cho nó ngâm nước nhiều quá. Lùm kiến vô cắn chết à. Nuôi mấy chim con là cực lắm. Nói chung tiếng 45 phút thì 30 phút cho ăn 1 lần.
có anh em nhiều, anh em nhầm khi 2 tiếng mà đã bỏ đấu quá thì nó bị xiên chim nha. Con dế cắt ra nhỏ nhỏ, cắt ra dừa nó ăn, quắt, nói chung quắt với trần nghịch chích ghé rồi nó cũng vậy đó. Ăn dính rồi, dính cái mỏ, dính cái mỏ, ăn sao được chồng nhau. Ây da, chồng cái mỏ nó vô cái dành của cái con quắt. Nãy giờ quên mở đèn led cho nó sáng sáng. Trời mưa ra tối thui rồi. Cấm nấm này được rồi, em cũng có nuôi rồi, là một bầy á, em nuôi một bầy 4 bầy 5 con. Cấm nấm bắt ở ngoài á, thằng nhỏ nó không chịu đưa cho em á, nó bán có 4 con, còn con để nuôi. Qua bữa sau em mới năn nỉ nó bán được. Cấm nấm yếu quá đem về chết luôn, tại một ngày trời nó không có ăn á. Chim non nó phải ăn liên tục nha. Đó, nó ăn no rồi đó, còn dư anh em cứ bỏ vô đây, nó ăn không ăn kệ nó. Lát chút xíu mình đút nữa, để cho nó ăn đĩa nước nhỏ nhỏ nha. Clip để đây luôn. Vậy sao nữa ta, nước mà anh em úng bóng đèn á, anh em thay nước thường xuyên nha. Úng bóng đèn nước nó hơi nóng, bóng đèn treo không được thấp nha. Này em quay đây, trời mưa nên úng vậy rồi cũng được. 4 con, trời mưa nên nó kiếm chỗ ấm ấm ấm, nó bị lạnh chứ nó bị kiếm chỗ ấm ấm, nó sưởi ấm. Chim anh em lót cỏ gom hoặc là trấu rồi cho nó đi, tránh chim non mà để cho chỗ như gạch bông gạch đồ đó nó trơn, nó bị bẹt 2 chân nó ra luôn, hư luôn đó. Con cúm núm vụ rồi em nuôi 4 con, 5 con mà chết thành con đó. 4 con, còn 4 con, cái con nhỏ nhất là con trống nha anh em, còn lại 3 con là con mái hết, chỉ duy nhất một con trống. Bầy này được có 4 con à, lại 4 trứng nữa, 4 con. Con này bị khui. Cái con này khả năng trống nè, nhỏ nhỏ với cái đầu nó tròn, nói chung là nó nhỏ hơn người ta đó, đừng có đi đi. Cái con này bị dính cái ấy nha, em để ý nha, nó bị dính cái vòng của cái vòng cái vỏ của con dế. Nhìn con bắt lên kêu, con bắt lên nó không kêu, con nào nó kêu ra ta, con này nè cúm núm là cái mỏ trước nó có một dành một trắng với một đen nha. Cái con mắt xéo trần nghịch, ủa mắt xéo là nó hồng hồng. Cúm núm theo em là con nhỏ hơn trống này, trống cũng hên xui lớn lên chỗ chỗ lông mới biết được. Anh em thấy bây giờ nó có thể nhỏ nhỏ
hơn người ta đó. Nhưng mà cái chừng chỗ lông á, nó sẽ, nếu mà trống á, nó sẽ lớn nhanh cấp kỳ luôn, nhưng mà lông á, nó chỗ chậm hơn má nhiều nha. Rồi clip của em xin kết thúc ở đây, chào anh em nha. Anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chào anh em. No hết rồi. Giờ em đi thay đĩa nước mới. Kiếm cái khác để nước nhiều nhiều vô chút. Ví dụ như cái nắp keo ký á. Em kiếm cái nắp keo cái này để nước, đừng có để đầy nha. Ban đêm bóng đèn rất quan trọng nha. Ban đêm nếu mà để nước là để bóng đèn, nó bị đứt bóng đèn có thể dẫn chết chim. Em chú ý chỗ đó. Rồi chào anh em nha.